Giá tiêu được chúng tôi cập nhật vào lúc 5 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2024. Lưu ý các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Sáng ngày 13 tháng 6, giá tiêu tiếp đã tăng phi mã, chạm mốc quan trọng 180.000 đồng kg. Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, IBC vào ngày 12 tháng 6, theo giờ địa phương, Giá giao dịch tiêu đen Lampung, Indonesia giảm 0,02%. Giá thu mua tiêu đen Brazil Asta 570 và giá tiêu đen Chin, Malaysia Asta duy trì ổn định so với ngày 11 tháng 6. Tính đến hết tháng 5 Việt Nam đã xuất khẩu 114.424 tấn hồ tiêu, tương đương gần 70% sản lượng của niên vụ hiện tại. Điều này khiến nguồn cung ngày càng thu hẹp. Lượng tiêu dành cho xuất khẩu không còn nhiều trong khi mùa thu hoạch năm 2025 vẫn còn 8 tháng nữa mới đến. Đây là thách thức không nhỏ đối với thị trường hồ tiêu khi nguồn cung được dự báo thấp hơn nhu cầu toàn cầu. Để giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp đã tăng nhập khẩu tiêu từ các nước khác để chế biến. Tuy nhiên, việc mua nguyên liệu từ nước ngoài cũng gặp không ít khó khăn do giá tiêu thế giới tăng cao và sản lượng toàn cầu giảm do thời tiết bất lợi. Theo số liệu của VPSA, Việt Nam đã nhập khẩu 16.052 tấn hồ tiêu các loại trong năm tháng đầu năm, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Brazil là quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam đạt 7.106 tấn, chiếm 44,3%, tuy nhiên so cùng kỳ 2023 giảm 7,5%. Campuchia đứng thứ hai đạt 5.675 tấn chiếm 35,4% thị phần và tăng 170,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu Brazil tăng cao và có nhiều thời điểm vượt giá bán của Việt Nam trên thị trường thế giới. Điều này khiến cho việc nhập khẩu nguyên liệu từ quốc gia Nam Mỹ này đang có chiều hướng giảm. Dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế IBC cho thấy, giá tiêu đen Asta 570 của Brazil đang được giao dịch ở mức 6.800 đô la mỗi tấn, tăng gấp 2 lần so với đầu năm nay khảo sát mới nhất cho thấy giá tiêu tăng mạnh tại các địa phương. Theo đó, mức giao dịch cao nhất hiện được ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông là 180.000 đồng kg sau khi bật tăng 9.000 đồng kg. Cùng mức tăng trên, tỉnh Đắk Lắc nâng giao dịch lên mức 179.000 đồng kg. Thương lái tại Gia Lai và Rịa Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai đang cùng thu mua hồ tiêu với giá 176.000 đồng mỗi kg, tăng 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg.